trong hành trình của ký sự Vĩnh Phúc những sắc màu văn hóa số đầu tiên hôm nay. Chúng ta cùng trở về vùng đất khi xưa được gọi là Trang Sơn Đông. Đây là vùng đất lịch sử đa dạng, cất giấu trong lòng nhiều sự kiện lịch sử ý nghĩa đối với những ai muốn tìm về lịch sử quá khứ của cha ông. Trên vùng đất ấy có một ngọn tháp làm bằng đất nung được xây dựng từ thời Lý Trần. Đó chính là tháp Bình Sơn, hay còn gọi là tháp Then. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, tháp Bình Sơn vẫn mãi là biểu tượng về một thời kỳ lịch sử văn hóa vững bền của dân tộc. Tháp Bình Sơn là một tòa tháp cổ được xây dựng từ thời Lý Trần, nằm ở trong khuôn viên chùa Vĩnh Khánh, tức là chùa Then, thuộc thôn Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Dù trải qua 7 thế kỷ, nhưng tháp Bình Sơn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của một ngôi tháp làm bằng đất nung, cổ kính, độc đáo và huyền bí. Điều ấy được toát lên từ kỹ thuật xây dựng và mỹ thuật trang trí. Mặt bằng tháp hình vuông, đáy bệ tháp có cạnh 4,45m, cao 1,62m. Tầng dưới cùng có cạnh 3,3m, cao 2,72m. Các tầng tháp đều xây đòn võng, càng lên cao càng thu vào, và mỗi tầng có kích thước khác nhau. Tháp được xây dựng nhiều loại gạch, các lớp gạch ốp ngoài có hoa văn khác nhau. Kỹ thuật nung gạch vẫn tươi màu tỏa sáng và không bị rêu phong bởi thời gian. Chân tháp có nhiều vành đai cánh sen chồng lên nhau, khiến người ta có cảm giác như tòa tháp được mọc lên từ một bông sen lớn. Theo như tài liệu chúng tôi được biết thì tháp này là được xây dựng vào cuối đời Lý, đầu đời Trần. Thế và đến nay thì đã trải qua ít nhất là 5 lần đã tu sửa trùng tu. Đấy, mà lần trùng tu gần nhất đây tức là năm 1971, sau khi mà đê sông Lô bị lũ lụt và vỡ đê, cho nên là tháp đã có cái hiện tượng nghiêng đến năm 71 do ảnh hưởng của nước, cho nên là tháp bị nghiêng ra phía sông Lô khoảng độ 15 độ. Tháp hiện nay là có 11 tầng, thế nhưng nhiều cứ liệu lịch sử thể hiện qua những cái viên gạch đánh dấu thập tam, tức là thể hiện cây tháp này có thể là 13 tầng, chứ không phải là 11 tầng như hiện nay. Trải qua bao thăng trầm của thời gian và chiến tranh, năm 1972, ngôi tháp chính thức được Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Phú phối hợp với Bộ Văn hóa, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp Trung ương, Hợp tác xã cao cấp gốm Sành Hương Canh thực hiện tu bổ tôn tạo. Với mục đích nhằm bảo đảm tháp được dựng đúng từng chi tiết, phục chế đúng nguyên tác trên khuôn mẫu của ngôi tháp cổ. Quan sát kỹ, chúng ta nhận thấy từ ô cửa sổ tò vò tầng 2 trở xuống là nền đất đặc, còn từ đó trở lên là thân trống rỗng. Thông thường, những ngọn tháp được dựng trong khu vực chùa thường để đặt nhục thân của các vị sư trụ trì trong quá khứ. Song, qua nghiên cứu của các nhà sử học đã cho biết tháp Bình Sơn không đặt nhục thân của ai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại Bảo tàng tỉnh và bên cạnh tôi đây là khu vực trưng bày những viên gạch của ngôi tháp Then, hay còn gọi là tháp Bình Sơn. Tháp Bình Sơn là công trình kiến trúc nghệ thuật Phật giáo thế kỷ thứ 13. Tháp Bình Sơn còn có tên gọi là khác là tháp Then. Hiện nay đang tọa lạc tại thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô. Đây là một công trình kiến trúc nghệ thuật thời Trần, là một trong những ngôi tháp còn lưu giữ trên đất nước ta hiện nay, và đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Có thể coi đây là một trong những tuyệt tác của nghệ thuật trang trí Phật giáo thế kỷ thứ 13. Thì Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu những di sản văn hóa liên quan đến thời kỳ văn hóa Lý Trần, trong đó đặc biệt là phải kể đến những mảng kiến trúc, trang trí kiến trúc xây dựng công trình kiến trúc độc đáo này.
Thì về hiện nay thì bảo tàng tỉnh cũng đang giới thiệu cho khách tham quan cũng như là các nhà nghiên cứu những viên gạch để xây lên cái ngôi tháp đó đã được các tầng lớp nhân dân cũng như nghiên cứu đến đây tham quan, và cũng nói là một trong những ngôi tháp mà những cái di vật để cho các thế hệ sau này thấy được những cái giá trị cổ của công trình kiến trúc nghệ thuật này. Cách tạo hoa văn trang trí trên gạch tháp cũng rất đa dạng phong phú. Đẹp nhất là từ bệ tháp đến hết tầng 2. Ở hai tầng này có họa tiết trang trí kỹ lưỡng, phức tạp. Nổi bật nhất là những hàng hoa cúc, cánh sen, lá đề, hoa mặt nhẵn, rồng chạm nổi. Tất cả đã tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế và phóng khoáng. Tháp Bình Sơn được xây dựng cách đây đúng 7 thế kỷ, là thời kỳ mà Phật giáo phát triển rất mạnh ở nước ta. Chính bởi lẽ đó mà Tháp Bình Sơn còn mang một ý nghĩa rất lớn về tư tưởng Phật giáo thời kỳ này. Căn cứ những tư liệu lịch sử văn hóa, hiện nay các công trình kiến trúc mang phong cách Phật giáo thời Lý Trần như tòa tháp trên cả nước còn lại rất ít, như tháp Đăng Minh ở Hải Dương, tháp Phổ Minh ở Nam Định, tháp Bình Sơn ở Vĩnh Phúc. Đây là những công trình kiến trúc văn hóa đặc sắc còn lại khi thời gian và chiến tranh đã đi qua. Cuối đời Lý, đầu đời Trần là một trong những thời kỳ phát triển cực thịnh về Phật giáo. Thế tháp Bình Sơn, chùa Vĩnh Khánh được xây dựng vào những năm đó có dấu ấn của những cái chứng tích lịch sử qua những cái thời kỳ dựng nước và giữ nước thể hiện còn lưu lại. Thí dụ như là dấu chân của ông Khổng Lồ thì hiện nay đã được tu sửa lại tạo thành cái giếng mực, và ngọn tháp chấm vào giếng mực đó nó thể hiện cái nền văn hóa giáo dục của xã Tam Sơn trước đây và nay là thị trấn Tam Sơn có những cái khởi sắc. Truyền thuyết nhà Phật cho rằng khi Phật tịnh diệt, ngồi úp cái bát trên bộ quần áo tu hành, gấp vuông vắn và đặt cây gậy lên trên trao lại cho đệ tử, gọi là trao y bát, tức là truyền thừa cho người kế tục. Các môn đệ đã theo hình ảnh chiếc bát úp trên bộ quần áo và cây gậy trống mà chế tác ra mô hình tháp để thờ Phật. Khi đạo Phật truyền bá vào nước ta, nhân dân cũng chế tác ra biết bao mô hình tháp Phật bằng đá hay bằng đất nung. Tháp đất nung Bình Sơn cũng nằm trong dòng chảy mô hình tháp Phật và đã trở thành loại hình kiến trúc quy mô. Tháp không đặt nhục thân của ai, mà đó là biểu tượng của Phật giáo thời kỳ đó. Cây tháp như nét nối giữa trời và đất, từ đó mang theo nhiều điều cầu nguyện, ước muốn tốt lành của con người sẽ đến được với Đức Phật. Di tích lịch sử văn hóa tháp Bình Sơn là một cái công trình văn hóa trọng điểm của huyện Sông Lô cũng như là của tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta, đã được nhà nước xếp hạng là di tích cấp quốc gia từ những năm 1962. Nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tam Sơn luôn luôn tự hào là nơi mà được gìn giữ, bảo vệ và phát huy các cái giá trị của cái di tích đó. Mới đây nhất thì Ủy ban nhân dân thị trấn đã báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị với Bộ Văn hóa cho phép được tiến hành lập dự án cải tạo đầu tư xây dựng cái khu di tích văn hóa tháp Bình Sơn trên cơ sở giữ nguyên cái hiện trạng và phát huy các cái giá trị văn hóa, đặc biệt là cái kiến trúc truyền thống ở cái khu vực này. Tháp Tiên với bao huyền thoại, bao chuyện cổ tích liên quan đến người dân. Phải nói rằng là từ khi sinh ra, lọt lòng, lớn lên, học tập và trưởng thành, người dân đều có một mảng trời riêng, một tâm hồn riêng dành cho Tháp Tiên. Trước cái di tích độc đáo, niềm tự hào của quê hương như vậy, Đảng bộ và chính quyền huyện Sông Lô đã có những giải pháp và những
biện pháp để quản lý. Cụ thể là đã luôn luôn quán triệt luật di sản văn hóa và hướng dẫn làm theo quy định, kèm theo quyết định số 17 của Ủy ban dân tỉnh về quản lý di vật, cổ vật, di tích, đưa di tích phát huy đúng giá trị của nó. Nhắc nhớ về truyền thống văn hóa lịch sử không được lãng quên của dân tộc. Hàng năm, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, chính quyền địa phương lại long trọng tổ chức lễ hội Chùa Tháp cùng với ước muốn, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an. Để bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị độc đáo của Tháp Bình Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sông Lô tiến hành điều tra, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học và pháp lý Tháp Bình Sơn, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Tháp Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô là di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến thời điểm chúng tôi thực hiện, lãnh đạo thị trấn Tam Sơn cho biết mọi thủ tục hồ sơ đã được hoàn tất và chờ ngày công nhận. Hỡi ai qua bến đò then, dừng chân mà ngắm tháp tiên bên đường. Câu thơ như ngấm vào mỗi người dân sông Lô, và đó cũng chính là lời nhắc nhớ đối với mỗi người con đất Việt. Tháp Bình Sơn mãi là địa chỉ tìm về trong mạch nguồn nghiên cứu chiêm bái, một trong những di tích lịch sử văn hóa xưa quý giá bằng đất nung, được đánh giá là đẹp nhất Đông Nam Á. Sẽ trường tồn mãi với thời gian, là niềm tự hào của đất và người Vĩnh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi để cảm nhận rõ hơn về nét văn hóa của đất và người Vĩnh Phúc tại các tập tiếp theo của ký sự Vĩnh Phúc những sắc màu văn hóa. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.